Thân ái kính chào tái ngộ cùng quý khán thính giả của Đài Việt Media và quý độc giả của Vận Hồi Mới. Chúng tôi là bác sĩ Nguyễn Trọng Việt, là rất hân hạnh được hầu chuyện cùng tất cả quý vị qua chương trình hội luận vấn đề cần quan tâm hôm nay. Và kính thưa quý vị, cùng với chúng tôi hôm nay cũng sẽ là hai vị khách rất quen thuộc, đó là tiến sĩ Lê Minh Nguyên và bình luận gia Nguyễn Kim Bình. Xin chào hai anh và xin hai anh gửi lời chào đến quý khán thính giả trước khi chúng ta bắt đầu. Tôi Lê Minh Nguyên xin kính chào quý vị khán thính giả và kính chào bác sĩ Việt cho mình. Kính chào quý khán giả. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trước khi đi vào chương trình thì tôi xin mượn một ít phút để gửi đến quý khán giả, đặc biệt là tại miền Nam California, một cái sinh hoạt mà chúng tôi đánh giá là khá là quan trọng. Đây nó là một cái buổi ra mắt sách. Và đặc biệt lần này thì nó sẽ có hai tác phẩm được giới thiệu, đó là thứ nhất là một cái bản tường trình, một cái sử liệu của Phái đoàn Liên Hiệp Quốc trong cái cuộc điều tra ở tại miền Nam Việt Nam vào cái giai đoạn năm 1963 của thế kỷ trước, về cái tố giác cho rằng là chính phủ của Tổng thống Ngô Đình Diệm đã đàn áp Phật giáo. Và cái phái đoàn này họ đã làm một cái bản tường trình đầy đủ tại Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà rồi sau đó cái cuộc đảo chính nó đã xảy ra và cái bản tường trình này họ đã cất đi. Hôm nay nó đã được giải mật và vì vậy cho nên nó đã có cái bản dịch liên quan tới cái tài sử liệu rất là quan trọng này. Nó đánh dấu một cái giai đoạn đặc biệt của đất nước chúng ta, và phải nói rằng rất không may vào cái thập niên 60 của thế kỷ trước, và nó cũng rất quý giá để cho chúng ta có cái cơ hội tìm hiểu cũng như là lưu trữ làm tài liệu. Và một cái tài liệu thứ hai, một cuốn sách thứ hai sẽ được trình bày ở trong cái buổi ra mắt sách này, kính thưa quý vị, đó là một cái cuốn sách viết bằng Anh ngữ của giáo sư Vũ Quý Kỳ. Ông nguyên là giáo sư ở Đại học DeVries ở bên Atlanta, và đây là cái quyển 2 được viết bằng Anh ngữ, và trong đó nó có một cái giai đoạn nó liên hệ trực tiếp đến cái thời cuộc của Việt Nam Cộng Hòa, đó là từ năm 63 cho đến năm 68, cái vị trí của Hoa Kỳ tham dự vào nó như thế nào. Và thưa quý vị, cả hai cái cuốn sách này sẽ được giới thiệu đến tất cả quý vị vào ngày 14 tây tháng 11, tức là ngày Chủ nhật, từ 1 giờ cho đến 5 giờ chiều ở tại Westminster Civic Center, 8200 đường Westminster. Xin thông báo đến toàn thể quý vị, và đặc biệt những quý vị nào ở tại Nam California thì có thể đến tham dự cái buổi ra mắt sách này. Những quý vị ở xa thì có thể trong tương lai chúng tôi sẽ cung cấp những tin tức để quý vị có thể liên lạc trực tiếp đến nhà xuất bản hay là các dịch giả hay là chính tác giả để có thể đặt mua những cái tài liệu rất là giá trị liên quan tới cái cuộc chính biến cũng như là liên quan tới cái vận mệnh của Việt Nam chúng ta ở miền Nam Việt Nam vào cái thập niên 60. Đấy là cái phần mà chúng tôi xin được phép coi như giới thiệu đến tất cả quý vị. Và bây giờ thì xin quay trở lại cái buổi hội luận ngày hôm nay. Thì kính thưa quý vị, trong cái tuần lễ vừa qua nó đã có một số những cái một cái cuộc họp khá là quan trọng, và đặc biệt nó liên hệ đến các cái quốc gia ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, đó là cái tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Trong tuần qua họ đã có cái phiên họp thượng đỉnh, và sau đó thì nó có những cái phiên họp giữa các tổ chức ASEAN với một số các cái nguyên thủ quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, có Trung Cộng, có Nga, vân vân. Và tiếp theo ngay sau cái phiên họp của ASEAN thường thì nó lại tiếp đến là cái cuộc họp gọi là thượng đỉnh Đông Á, tức là gồm có các quốc gia ASEAN cộng thêm với khoảng 8 quốc gia nữa. Và đấy nó là những cái phiên họp trong cái tuần lễ vừa qua, và nó cho chúng ta trông thấy có một số những cái chỉ dấu quan trọng mà trong cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay chúng tôi cũng sẽ cố gắng mang đến cho tất cả quý vị với những cái phân tích để chúng ta xem nó có cái chuyển biến gì liên hệ đến cái vai trò của ASEAN trong tương lai, và đặc biệt là đối với cái tình thế phải nói rằng hết sức là khẩn cấp ngày hôm nay ở tại Biển Đông cũng như là ở tại
ở Đài Loan. Đấy là cái nội dung trong cái phần 1 của cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, để bắt đầu thì trước tiên nó liên hệ đến cái phiên họp thượng đỉnh của ASEAN vừa qua. Thì tôi xin mời tiến sĩ Lê Minh Nguyên chia sẻ một vài cái suy nghĩ của mình liên quan tới cái buổi họp, cũng như là những cái tin tức gì mà anh ghi nhận được, được xem như là rất là quan trọng. Xin mời anh. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Việt và kính thưa quý vị. Trong cái buổi họp ngày 27 tháng 10 hôm thứ Tư vừa qua, thì có thể nói của thượng đỉnh của ASEAN thì có thể nói nổi cộm nhất là cái vấn đề Miến Điện. Và kế đó là cái vấn đề là cái hợp tác chiến lược toàn diện giữa khối ASEAN và Úc. Có thể nói là vấn đề Miến Điện là cho trong cái lịch sử của ASEAN từ xưa tới nay, họ theo cái nguyên tắc là thứ nhất là đồng thuận, thứ hai là không xen vào cái vấn đề nội bộ của nhau. Nhưng vấn đề Miến Điện nó trở thành là một cái ngoại lệ, trong đó chính cái quốc gia đều đồng ý với nhau là không cho ông lãnh tụ quân phiệt của Miến Điện tham dự, và chấp nhận cho những người mà apolitical, không có trung lập về vấn đề chính trị để tham dự. Nhưng bên phía quân đội Miến Điện không gửi ai cả. Và cái chuyện mà bên phía Miến Điện không gửi ai cả, nó làm cho chính quốc gia của khối ASEAN họ cũng rất là bực mình. Và cái đặc sứ của Miến Điện mà cái chủ tịch là Pune, và cái vị đặc sứ là ngoại trưởng thứ hai, không có thực hiện được cái nhiệm vụ đặc sứ của mình, để tức là đi tới Miến Điện gặp gỡ những cái lãnh tụ đối lập đã đang bị giam cầm. Do đó mà bây giờ sắp tới là Brunei không làm chủ tịch mà chuyển qua Campuchia, thì cái điều khá lý thú là Campuchia là một quốc gia thân Trung Quốc, nhưng Campuchia vẫn theo một cái lập trường rất là cứng rắn đối với Miến Điện và nói rằng sẽ là cử một cái đặc sứ mới để lo về vấn đề tiếp xúc mà thực hiện 5 điểm mà khối ASEAN đã đồng ý trên vấn đề Miến Điện. Và ông Hun Sen cũng như là cái lập trường của Bộ Ngoại giao Campuchia là cứng rắn đối với là quân phiệt Miến Điện, và đòi hỏi là bên phía quân phiệt Miến Điện là họ phải có những cái sự nhượng bộ, phải thực hiện cái 5 điểm của ASEAN, cũng như là chấp nhận cho cái đặc phái viên để vào đó mà tiếp xúc để tìm một cái giải pháp hòa giải. Thì điều này cho thấy là hình như Campuchia họ cũng rất là khôn ngoan trong cái vấn đề mà ngoại giao mà có chứ gọi là đi dây. Một mặt thì họ cũng dựa vào phía Trung Quốc để mà nhận viện trợ, một mặt thì hình như họ cũng phải gọi là chiều với những cái áp lực của thế giới, của quốc tế cũng như là của Hoa Kỳ trong cái vấn đề phải giải quyết cái vấn đề Miến Điện. Đó là cái điểm nổi bật thứ nhất. Cái điểm thứ hai là điểm nổi bật kế là trong cái vấn đề này có ông Biden, ông chính thức có tham dự, trong khi đó là 4 năm qua chỉ có Tổng thống Trump tham dự năm 2017, và sau đó là bỏ, không có coi ASEAN là quan trọng. Và bây giờ ông Biden, ông dự và ông đọc trong bài diễn văn đó, mà trong có đó có hai điểm mà theo giới quan sát thì họ nói rằng ông khá khôn ngoan. Đó là thứ nhất là không có nhấn mạnh tới cái vấn đề mà cái quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang càng ngày càng xấu đi, bởi vì ông biết là 10 quốc gia Đông Nam Á không muốn chọn phe và họ muốn là chơi hết với cả hai bên. Thì ra ông không có nhấn mạnh tới cái vấn đề mà sự căng thẳng đối đầu giữa hai bên nặng hơn. Thứ hai là ông nhấn mạnh rằng là ASEAN, 10 quốc gia Đông Nam Á vẫn là rất là quan trọng đối với Hoa Kỳ, đối với an ninh Hoa Kỳ, mặc dù là Hoa Kỳ có cái bộ tứ cũng như là bộ tam của AUKUS, do đó mà coi như đặt nặng cái vai trò trung tâm, cái vai trò trung ương của khối ASEAN là một nơi mà có 662 triệu dân và cái tổng sản lượng là 3.200 tỷ đô la một năm. Và Mỹ đã đầu tư vào đó những số tiền rất lớn, ví dụ năm 2020 là khoảng 338 triệu và xuất khẩu qua đó là và cũng như dịch vụ là khoảng 122 tỷ. Thì một
Xin lỗi là đầu tư giờ đúng đúng như vậy, 122 tỷ là tí là đứng thứ tư sau cái vấn đề mà Hoa Kỳ xuất khẩu qua Canada, Mỹ Tây Cơ cũng như là Trung Quốc. Thì trong khi đó thì những 10 quốc gia này, mặc dù ông Biden ông nhấn mạnh tới vấn đề nhân quyền và dân chủ, nhưng mà ông cũng biết là trong 10 quốc gia này không không có phải là nước nước nào cũng theo cái chế độ tự do dân chủ. Nhưng mà muốn rằng là cái đó là cái hướng mà trong 10 quốc gia này cần phải là đi theo, chứ còn không có phải áp đặt. Và một điều nữa là cái khối ASEAN cũng như Úc là nâng cái tầm quan hệ lên chiến lược toàn diện, và Úc đã viện trợ cho 124 triệu đô la cho những cái dự án hợp tác chung giữa Úc và khối ASEAN, để cho thấy là cái vai trò của Úc rõ ràng là càng ngày càng bành trướng, càng gây ảnh hưởng nhiều hơn trên cái khối ASEAN, chứ không phải là thu hẹp như trước đây. Ngoài ra cũng cái thượng đỉnh Đông Á, mà trong đó là 10 quốc gia ASEAN cũng như là 6 quốc gia, mà trong đó là Đông Bắc Á có 3 nước là Nam Hàn, Nhật và Trung Quốc, và Nam Á thì có Ấn Độ, những quốc gia châu đại dương thì có Úc và Tân Tây Lan. Họ cũng có một cái cuộc họp mà trong đó đó thì là có sự tham dự của Nhật, nhưng mà bên phía Hoa Kỳ, bên phía Trung Quốc thì chỉ có ông Lý Khắc Cường, và bên phía Hoa Kỳ thì dĩ nhiên là có ông Biden. Dạ thưa anh. Cảm ơn cái phần tóm tắt vừa rồi của anh Nguyên. Quay trở lại cái vai trò của ASEAN đó, thì như anh đã chia sẻ đó, họ có một số cái nguyên tắc điều hành đã từ lâu, từ khi thành lập, nhưng mà rõ ràng là lần này thì nó đã có một số những cái gọi là luật trừ, và một trong những cái yếu tố mà người ta lưu ý đó là cái ảnh hưởng của quốc tế và cái áp lực từ bên ngoài đó, nó cũng khá nặng nề lên trên các cái quốc gia ở trong cái khu vực của ASEAN, và có lẽ vì vậy mà nó đã thay đổi cái lối suy nghĩ cũng như là thay đổi cái cách mà trong tương lai họ có thể vận hành cái tổ chức này. Cái điều đó có sát với thực tế hay không? Xin mời anh Bình có thể cho một vài cái suy nghĩ của anh liên quan tới cái việc mà ngăn cản không cho cái ông tư lệnh Hồng Linh đấy của Miến Điện để tham dự cái phiên họp thượng đỉnh kỳ này. Xin mời anh. Và cái quyết định đó thì những nước chủ chốt đằng sau đó mà nghĩa là những nước mà đóng vai trò quan trọng trong chuyện mà loại không có mời ông tướng đi dự đó, đó là Indonesia, Malaysia, Singapore và Brunei. Các nước còn lại ngay cả Thái Lan, Campuchia đã tuy là không có lúc đầu không ủng hộ ý kiến đó, nhưng mà cuối cùng cũng không chống. Lý do trực tiếp đó là tại vì chính quyền Miến Điện họ đã thất hứa với lại cả khối ASEAN. Cái lời hứa của họ đã cam kết từ 4 tháng trước, họ không hợp tác gì cả, cho nên nó cũng làm gọi là xúc phạm đến danh dự chung của ASEAN. Ngoài còn một lý do nữa đó là hiện giờ quân đội Miến Điện họ, tất cả những dấu hiệu cho thấy là đang chuẩn bị trong cuộc cái chiến dịch tấn công rất lớn ở các ở vùng biên giới phía Tây Bắc và phía phía Bắc Miến Điện để tìm cách tiêu diệt những cái lực lượng thiểu số. Cho nên trong cái hoàn cảnh này thì ASEAN không thể, nếu bên Miến Điện đang chuẩn bị ra quân, quân đội Miến Điện chuẩn bị ra quân mà không thể nào mời ông tướng đi dự hội nghị của ASEAN được. Và thật sự trong lòng ông đó chắc cũng không muốn đi. Họ đang chuẩn bị cho một cái kế hoạch trong tháng có lẽ sẽ bắt đầu vào tuần tới này. Có một vài cái chi tiết mà cũng khó cho chúng ta có thể dự đoán, bởi lẽ khi mà các ngoại trưởng của khối ASEAN họp bàn xem là có nên mời Miến Điện hay không đó, thì ở Miến Điện là người ta đã thả, tức là cái chế độ mà quân đội quân phiệt hiện nay đó, họ đã thả khoảng 5.000 tù nhân chính trị, nhưng mà rồi sau đó thì lại bắt lại được một mớ. Nhưng mà cái thái độ đó có vẻ như là muốn cho thấy là cũng muốn bày tỏ một số những cái sự nhượng bộ. Cái thực tế của ngày hôm nay đó giống như là anh Bình vừa nói đó, đầu tiên là cái nội bộ của Miến Điện, cái tình hình dân chúng nói chung đó thì phải nói rằng là cái nạn đói càng ngày nó càng đe dọa, và cái trận dịch vừa rồi đó nó vẫn còn đang tiếp tục hoành hành và rõ ràng là vẫn chưa được kiểm soát. Bên cạnh đó là cái cuộc nội chiến đó càng ngày nó càng trở nên rõ nét, và cái thành phần gọi là chính phủ lâm thời mà đã bị trút phế đó, bị đảo chánh đó,
họ đã thành lập một cái chính phủ và họ đã lập ra một cái lực lượng bảo vệ riêng, và cái lực lượng đó hàng ngày hôm nay đang được trang bị vũ khí và sẽ chống lại cái lực lượng quân đội. Đấy nó là cái thực tế của ngày hôm nay. Và chúng ta đã nói nhiều lần trước đây đó là cái thực trạng mà gọi là nội chiến đó có lẽ sẽ không tránh khỏi. Nếu như vậy, chúng ta nghĩ sao về cái tương lai của nó trước cái thực tế của ngày hôm nay? Và mặc dầu với những cái áp lực của ASEAN và của tất cả các quốc gia, như chính Tổng thống Biden cũng đã nêu cái mối quan ngại của mình, thì chúng ta nghĩ gì về tương lai của cái vùng đất này? Xin mời anh Nguyên trước và sau đó đến anh Bình. Dạ, về cái tương lai của vùng đất đó thì dĩ nhiên là mình không thể không nói tới cái yếu tố địa chính trị. Cái yếu tố địa chính trị, Miến Điện thì nó là một quốc gia có biển mà nó nằm ngay phía đông của Ấn Độ. Và nếu mà nó bất ổn á, thì là cái là Ấn Độ cũng là không bao giờ muốn cho nó bất ổn. Bây giờ bất ổn của nó sẽ ảnh hưởng tới Ấn Độ. Trong khi đó bên phía Trung Quốc á, thì họ muốn dùng Miến Điện không phải để quậy phá, mà dùng Miến Điện để làm con đường đi ra Ấn Độ Dương. Đó là một con đường mà có thể không qua Malacca để mà qua Ấn Độ Dương. Thành ra do đó mà cái nhu cầu của đại cường á, hiện giờ có đại cường mà muốn Miến Điện mà bất ổn một quậy phá đó thì có lẽ là Nga. Và hiện giờ là Miến Điện lệ thuộc vào vấn đề vũ khí, mua vũ khí khí của Nga. Thành ra nhưng mà Nga nó lại ở xa Miến Điện, mà trong khi những cái nước mà có gọi là có cùng biên giới với Miến Điện là có thể nói là Trung Quốc cũng như là bên phía Ấn Độ. Thành ra do đó mà theo tôi nghĩ là tương lai của Miến Điện là Ấn Độ cũng như là Trung Quốc không muốn Miến Điện nó trở thành là nội chiến hay là nó loạn lên, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới hai quốc nước đó. Thành ra do đó tôi nghĩ là nó sẽ cách nào đó nó phải giải pháp hoặc là dân chủ hoặc là độc tài quân phiệt, thì nó cũng phải có giải pháp để mà nó để Miến Điện được ổn định. Và theo cái sự phát triển như thế này thì Miến Điện là nếu theo một chế độ dân chủ thì nó dễ phát triển hơn là chế độ độc tài. Bởi vì là chế độ dân chủ thì nó tôn trọng những cái sắc tộc, còn chế độ độc tài là hiện giờ Miến Điện dù là cái phe quân sự cũng như là phe đối lập đều là người Bật Mi, đều là người Miến Điện cả. Và do đó ngay cả bà Aung San Suu Kyi nắm quyền thì cái phe thiểu số nó cũng vẫn là bị thua thiệt, bị đàn áp. Thành ra tôi nghĩ là có lẽ là hiện giờ nó có một áp lực quốc tế, mà ngay cả trong đó những cái cường quốc Mỹ cũng như là Trung Quốc cũng như là Ấn Độ muốn phải có một cái giải pháp của Miến Điện, mặc dù Nga có thể là không muốn, thì tôi nghĩ là chắc có lẽ là nó sẽ có một cái giải pháp. Dạ thưa anh. Xin mời anh Bình có thể cho một vài ý kiến của anh. Cái tình hình sắp tới nó cũng thay đổi như thế nào đó tùy thuộc vào cái chiến dịch trong tháng 11 này. Bên phía quân đội thì họ muốn nhân cái dịp này họ giải quyết tận gốc luôn cái lượng đối lập trước khi để quá lâu để cho phát triển thêm. Bên phía đối lập á, thì những cái chiến lược của họ là phải muốn kéo dài cái cuộc chiến du kích, cho nên họ sẽ tránh đối đầu trực tiếp với lại quân đội, họ sẽ có là rút sâu trong rừng, và cái chiến dịch này nó kéo dài, mà nếu mà kết quả nó ra là bất phân thắng bại đấy, chứng tỏ là quân đội không có cái khả năng tiêu diệt được bên phía đối lập, thì sau cái chiến dịch này cái lượng đối lập nó sẽ phát triển lên trong năm tới. Tôi nghĩ rằng có lẽ cái xác suất đó có lẽ nhiều phần nó sẽ là như thế, bởi lẽ ngay trong suốt nhiều năm vừa qua đó thì thực tế là ở tại Miến Điện đó nó vẫn có những cái tổ chức ly khai mà được trang bị vũ khí, và chúng ta đã có rất nhiều dịp để nói đến. Và một trong những cái tổ chức đó, cái điều rất là éo le lại được trang bị bởi Trung Cộng, và ngày hôm nay thì đó đang là cái tổ chức mà có thể sẽ có một số những cái sức mạnh về mặt quân sự. Và hiện giờ thì cái lực lượng mà gọi là cái lực lượng tự vệ của cái chính phủ mà hiện giờ đang bị thay thế bởi quân đội đó, thì họ đang cố gắng tìm mọi cách để mà kết hợp tất cả những cái thành phần ly khai đó lại, thì để xem là cái tình thế sắp tới như thế nào. Nhưng chắc chắn giống như hai anh vừa mới suy đoán, tôi nghĩ cái tình thế của tại Miến Điện đó ngày nó càng trở nên phức tạp hơn. Và lẽ dĩ nhiên vì nó là một quốc gia quan trọng ở trong khu vực,
và ở trong ASEAN, giống như là ông quốc vương của Brunei đã trình bày trong cái phiên họp kết thúc của ASEAN đó. Cho nên nó là một phần của ASEAN, và vì vậy cho nên ASEAN họ có một cái số quan tâm đặc biệt, mặc dù nó có một số cái nguyên tắc như chúng ta đã chia sẻ hồi nãy, nhưng nó vẫn không thể vượt qua được một số những cái điều mà giống như ASEAN đã hành xử trong thời gian lần này, và ngay cả trong thời gian sắp tới nữa. Chúng ta sẽ chờ xem tình thế nó như thế nào. Và vừa rồi anh Nguyên cũng có nhắc tới cái hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Đây nó là một cái hội nghị mà phải nói rằng là cũng rất là đặc biệt, bởi lẽ thường thì nó là cái hội nghị tiếp theo sau của ASEAN, tức là các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á đó. Và lần này thì nó có sự tham dự thêm nhiều quốc gia khác nữa, và nó cũng đã trải qua khá nhiều những cái cuộc gặp gỡ trực tuyến và thượng đỉnh, và qua đó thì cũng có một số những cái phát biểu của một số các cái lãnh tụ của một số quốc gia. Đây nó cũng là một trong những cái phiên họp thượng đỉnh mà nó cũng giúp cho chúng ta có thể nhìn thấy được cái hướng đi của một số quốc gia trước một số vấn đề. Thì ngày hôm nay đó là nó đã có cái phiên họp thượng đỉnh, và lần này thì thực tế phải nói là nó cũng không có nhiều chi tiết lắm. Ví dụ Putin cũng tham dự, mà ông ta cũng không hề có cái ý kiến gì nổi bật để mà làm cho chúng ta phải phải suy nghĩ. Tôi ghi nhận được một vài cái sự kiện liên quan đến cái phát biểu của Thủ tướng Nhật Kishi, và bên cạnh đó thì đây là một cái chi tiết khá là lạ, đó là cái phát biểu của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính cũng có trình bày ở trong cái phiên họp thượng đỉnh Đông Á này. Và ngoài ra thì cũng có một số những cái chia sẻ giống như hồi nãy anh Nguyên có nói đó, là lần này Tập Cận Bình không tham dự mà lại giao cho Thủ tướng là Lý Khắc Cường, và cái cách phát biểu của Lý Khắc Cường lần này đó nghe có vẻ như là đồng thuận với cái quan điểm của thế giới liên quan tới cái việc mà gọi là tự do, tức là khu vực Ấn Độ và Thái Bình Dương tự do rộng mở. Đây đó là một vài cái chi tiết mà khiến cho tôi đặt thành một cái dấu hỏi. Thì nhân đây tôi xin mời hai anh có thể chia sẻ thêm cái suy nghĩ của mình liên quan tới cái phiên họp thượng đỉnh Đông Á lần này. Trước tiên xin mời Nguyên và sau đó đến anh Bình. Dạ, cái điều thấy là mình đáng chú ý là bên Trung Quốc, cái hội nghị Đông Á thì là ông Lý Khắc Cường nhờ dự chứ không phải là Tập Cận Bình. Mà ngay cả cái hội nghị mà G20 là nhóm 20 nước sắp xảy ra ở La Mã vào ngày 30-31 thì mình cũng thấy là ông Tập Cận Bình cũng không có dự, mà gửi ông Ngoại trưởng là dự, nói rằng ông Tập Cận Bình ông sẽ theo dõi cái link thôi. Thì điều này cho thấy rằng hình như là bên phía Trung Quốc, cái ông Tập Cận Bình có lẽ là ít xuất hiện trên cái diễn đàn thế giới trong cái thời gian qua. Cái lý do sâu xa như thế nào thì mình không biết, nhưng mà cái mà mình thấy trước mặt, những cái chứng cứ mình thấy rõ là Trung Quốc hiện giờ đang có rất nhiều những cái vấn đề nội bộ. Không biết gì vấn đề nội bộ mà ông không xuất hiện hay là gì vấn đề gì đó, mình chưa được biết. Nhưng mà nếu mà khi mà một lãnh tụ số 1 không xuất hiện thì cái điều gì xảy ra, tức là nó cái diễn đàn nó tạo cái vacuum, tạo cái chân không cho những cái đại siêu cường khác trám vào. Mà rõ ràng cái siêu cường khác trám vào trong cái diễn đàn này là ai? Là ông Biden, là bên phía Hoa Kỳ cũng như là Nhật Bản. Thì cái Đông Á này là một cái thường thường là nó tổ chức cùng lúc hoặc là nó ngay theo sau cái thượng đỉnh của ASEAN, tức là 10 quốc gia Đông Nam Á. Nó cho thấy là cái tầm quan trọng của cái khu vực. Mà cái khu vực đó thì giống như cái bản đồ phía sau lưng tôi, đó là cái khu vực mà nước Mỹ họ cũng công khai, họ nói rằng đó là cái khu vực mà tạo cái sự giàu thịnh cho họ, cũng như là những quốc gia ở trong vùng họ cũng đều nói như vậy. Thì đó là cái thành ra nó trở nên là một cái sân chơi mà hiện giờ là bên phía Hoa Kỳ họ thấy họ khiếm khuyết ở chỗ là cái vấn đề cái những cái đồng minh trong những cái hiệp ước thương mại họ đã bị trống, và họ bây giờ hình như là họ muốn xây dựng lại. Ở đây thì là được biết là không phải là họ trở lại với cái TPP, nhưng mà họ một cái hình thức mới để mà họ xây dựng lại cái cuộc cạnh tranh
mà cái cạnh tranh quan trọng nhất là về cạnh tranh về thương mại, kinh tế và thương mại, bởi vì nó là cái nền móng cho những cái xung đột khác về quân sự hay là an ninh. Dĩ nhiên là nó phải song song với cái vấn đề an ninh quân sự, bởi vì có an ninh thì mới có làm ăn buôn bán, mới phát triển được, và cái làm ăn buôn bán phát triển được thì nó mới củng cố thêm cái an ninh, nó là hai mặt. Thì trở lại cái hội nghị Đông Á này thì thấy là ông Lý Khắc Cường và cái nhân vật Lý Khắc Cường này mình thấy rõ là ông ta ôn hòa hơn là ông Tập Cận Bình, và ông ta là đối thủ mà đáng ngại của ông Tập Cận Bình, và ông ta cái hậu thuẫn của ông ta sau lưng là có Hồ Cẩm Đào cũng như là Đoàn Thanh niên Cộng sản, xuất thân từ Đoàn Thanh niên Cộng sản, và hiện giờ cái cuộc tranh chấp quyền lực trong nội bộ trong cái Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà nếu ông Tập Cận Bình mà ông có cái bề gì mà có thể bị té ghế thì cái nhân vật có thể nổi bật mà là ông Lý Khắc Cường thì chúng ta chưa biết là cái vấn đề nội bộ của Trung Quốc như thế nào, nhưng mà qua những cái diễn đàn trong thời gian qua thì chúng ta thấy là ông Lý Khắc Cường có vẻ thay thế ông Tập Cận Bình trong vấn đề xuất hiện trước thế giới. Dạ thưa anh. Xin mời anh Bình cho biết ý kiến về cái hội nghị Đông Á thượng đỉnh kỳ này cho anh. Trong vòng 10 năm vừa rồi, thường thì ông hai giữa hai nhân vật ông Tập và ông Lý thì những cái ông Lý thường thường trong những cái hội nghị quốc tế nếu mà ông Lý Khắc Cường xuất hiện thì ông lại đóng nói nhiều hơn là Tập Cận Bình, và những lúc nào mà cần cương thì ông Tập xuất hiện. Cho nên trong cái bài diễn văn của Lý Khắc Cường lần này đó thì ông cũng khôn biết là đây cái chỗ này không phải là cái chỗ mà cương lên để tranh cãi với Mỹ nữa. Cho nên cái bài diễn văn của ông Lý Khắc Cường và cái kế hoạch của bên Trung Quốc đó là nhấn mạnh về chuyện mà kinh tế nhiều hơn và những sự hợp tác giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Và lần sau đó tháng 11 này sẽ có một cái buổi họp thượng đỉnh riêng giữa Trung Quốc và ASEAN nhân cái dịp kỷ niệm 30 năm Trung Quốc và ASEAN bắt tay hợp tác với nhau. Thì người ta đoán là trong cái hội nghị đó thì ông Tập Cận Bình sẽ chủ tọa đó. Cho nên người ta đoán là Trung Quốc đang chuẩn bị một cái gói viện trợ lớn lắm dành cho ASEAN và muốn đẩy ASEAN đi nhanh hơn trong cái chuyện mà phê chuẩn cái hiệp định thương mại RCEP. Lần này đáng lý ra là diễn đàn là của Mỹ, nhưng mà có một điểm rất đáng tiếc. Nói cho cùng, trong cái cuộc cạnh tranh với Mỹ và Trung Quốc ở Đông Nam Á, ngoài cái chuyện mà an ninh khu vực ra thì còn vấn đề tiền bạc, chuyện phát triển kinh tế, cái nhu cầu của cả 10 nước ASEAN đó là phải làm sao cho phục hồi kinh tế nhanh trong thời gian mấy năm sắp tới. Mà cái offer của ông Biden thì ông chỉ cho nó viện trợ cho có 100 triệu đô la thôi, cho cả 10 nước, tức là trung bình một nước chỉ có 10 triệu đô la. Đồng đô la của Mỹ thì bây giờ nó mất giá quá rồi. Cho nên bây giờ tổng thống Mỹ mà lên tiếng đó là cả thế giới bây giờ người ta quen với con số ngàn tỷ, trăm tỷ rồi. Bây giờ 100 triệu không còn tấm tí gì. Đó đây là một chuyện đáng tiếc. Và mình cũng biết là nó cũng là cái hậu quả không tránh được của cái chuyện chính trị nội bộ của Mỹ. Vì ở Mỹ cứ tranh cãi về chuyện tiền bạc, tổng thống Mỹ không phải là ông chủ tịch nước Trung Quốc, cho nên không phải là muốn mở túi hay lúc nào mà mở. Thì đây cũng là một cái thách thức của Mỹ trong tương lai này, cả ASEAN đều đang đợi vào tiền của Mỹ. À, xin cảm ơn cái phần góp ý của cả hai anh. Và lẽ dĩ nhiên chúng ta đều biết trước mắt nó sẽ còn một số các cái hội nghị thượng đỉnh nữa, và khi chúng ta đang nói chuyện với nhau ở đây thì thưa quý khán giả, đang có một cái hội nghị G20, và chắc chắn là qua đó nó sẽ có một số những cái thông điệp nữa mà chúng ta sẽ ghi nhận được, và mình sẽ tập trung tất cả những cái tin tức để mà tiếp tục mang đến cho tất cả quý vị. Kính thưa quý khán giả, nhìn về cái tình hình của châu Á Thái Bình Dương, nhìn về cái vai trò của ASEAN cũng như là cái hội nghị thượng đỉnh Đông Á vừa qua đó, thì chúng ta cũng có thể ghi nhận được đấy một số những cái chỉ dấu cho thấy rõ là cái thế trận để mà bao vây Trung Cộng ngày nó càng rõ nét hơn, và đây nó cũng là một trong những cái cách mà có thể tiếp cận với các quốc gia trong khu vực ASEAN, mà qua đó có thể sẽ không để cho các quốc gia này phải lựa chọn một trong hai, nhưng ít nhất họ hiểu được một điều là ở cái vị trí nào thì là cần thiết để họ có thể đứng vào. Đấy là cái nội dung mà chúng tôi muốn gửi đến cho tất cả quý khán giả. Chúng tôi xin chấm dứt phần 1 của chương trình hội luận ở đây, và khi quay trở lại chúng ta sẽ đề cập đến phần 2 của chương trình hội luận liên quan tới một số những cái vấn đề của Trung Cộng
của Đài Loan, của Nhật Bản. Và nếu còn thì giờ chúng ta sẽ nói một ít nữa về Afghanistan. Đấy là những cái điều mà chúng tôi sẽ trình bày đến quý vị. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả.